đánh alarm này. Ôi mà nghe phê vai đái à. Nghe tiếng mềm nhỉ. Tiếng mềm thế mới được. Mọi người ạ, à, con này đánh rất là thích luôn. Con này tiếng nó mềm dễ chịu không nhỉ? Ngồi nghe vẫn vẫn chuyển được đúng không? Con mềm rất là dễ chịu đúng không? Con này hay không nhỉ? Hello, xin chào các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube bán thanh và giới thiệu những sản phẩm âm thanh karaoke của Minh Tân Audio. Thì hôm nay em có cái con súp ấy, súp này, súp hơi 50. Hãng thì là hãng Melo của Trung Quốc, hãng này là hãng Melo thì là hãng một hãng nội địa Trung Quốc. Ngày xưa em đã bán qua cái loa lời của Melo rồi, thì tiếng rất là hay nhưng mà hồi đấy thì em chưa có kịp quay video lên thì đã bán hết rồi ấy. Thì hôm nay em lại về cái con súp bãi hơi 50 này của hàng của Melo đấy. Thì sau đây em gửi đi cho khách và em gửi cho một bác khách ở trong Quảng Trị hay là Quảng Ngãi gì đấy. Thì em có mở cho mọi người cùng xem nhá. Đây là cảm quan bên ngoài con súp này đấy. Thì vì nó là súp bãi mà mọi người, nên là nó sẽ có bị xuất sát một tí xíu nhưng mà không đáng kể đâu. Bố ơi, bố quay đằng sau cho con với. Con súp bãi Melo này là hàng bãi, còn nguyên zin. Mình để ngược rồi hay sao ấy. Được lắm ngược ấy rồi. Đây này, đây là con Melo này. Con này công suất nó là tận là 600W cho mọi người ạ. Đây cái mã vạch của nó nhá. Con này là chạy ở 8 ohm này và công suất nó ra rất là khủng. Là 600W. Này công suất súp là 600W này. Logo của Melo này. Thế bây giờ thì em sẽ tháo cái con bát là ở bên trong là cho mọi người cùng xem nhá. Đây là bên trong của con súp này. Đây là súp hơi 50. Hãng Melo của Trung Quốc, hàng nội địa Trung Quốc nhá. Em cam kết là nguyên zin, chưa qua sửa chữa gì cả, nguyên zin nguyên bản của Melo. Đây, sau đấy bố tháo ra con với. Con này còn nguyên bộ nhỉ. Mà rất là sâu, con này đánh lực rồi này. Này hai lớp gân. Con này có hai lớp gân và hai cái lớp của nó khá là gân và tầm dầu khá là mềm đấy. Em vào thấy khá là mềm. Con này đánh lực này. Nhưng mà cái gân trên của nó ấy thì lại gân theo kiểu là gân cỡ lớn chứ không phải là gân xếp cỡ nhỏ. Đấy, một số hãng chỉ lại làm gân xếp cỡ nhỏ. Con này là gân xếp cỡ lớn thì công suất nó cao hơn. Còn những con nào mà gân xếp mà gân vân cỡ nhỏ ấy, thì là thường thường là công suất nó sẽ yếu hơn và tiếng nó sẽ mềm hơn. Thì con này thì gân xếp với lại gân theo kiểu là gân cái vân nó to hơn thì là công suất nó sẽ khủng hơn. Lực rất lực này. Thứ hai là sâu. Con này rất là sâu. Cung đoán rất sâu. Từ cái chiều cái thành loa này xuống cái nõn loa này rất là sâu thì cho một cái tiếng bass rất là uy lực. Hàng này thì không phải là hàng thương hiệu nổi tiếng nhưng mà ở bên Trung Quốc cái hãng Melo này thì cũng là một cái thương hiệu khá là ok. Cái quan trọng là với Trung Quốc thì là một cái công xưởng gia công của thế giới. Với lại là nó dân mà rất là thích hát karaoke, phải nói là dân Trung Quốc với dân Việt Nam là thích hát karaoke hàng đầu thế giới. Ở bên châu Âu nó không hát karaoke đâu, mỗi bên Trung Quốc hát karaoke nhiều thôi. Mà dân Trung Quốc thì lại đông gấp ba là Việt Nam, nên là những cái hàng nó xuất sắc là hát karaoke rất là nhiều. Việt Nam thì lại được thừa hưởng những cái hàng nó không dùng nữa, mình dùng chứ bây giờ cứ mua hàng mới chính hãng thì con súp này chắc phải hơn chục triệu. Hàng bãi về thì còn nguyên bụi bẩn nhá, chưa có lau chùi gì cả. Đây là tháo thử cho mọi người xem. Con này em có mỗi mấy quả thôi. Gửi cho một anh khách ở trong tận Quảng Bình hay là Quảng Ngãi gì đấy, tí nữa gửi xe đi. Thì tiện thể tháo lại tí nữa mở chất âm cho mọi người nghe thử luôn.
Nhân đi. Kéo 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 vào hết đấy, chưa mở ra nên hơi nặng mọi người. To 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 đấy. Đây ở bên trong này, đây rộng như này, mọi người thấy cái sâu không, cái chiều sâu của nó khiếp không? Đấy. Rồi, bố để xuống đây. Đây là cái logo của nó này. Cái logo của nhà sản xuất này, Melo này. Đấy. Mazia by Melo Audio thì là cái này thì nó là sản xuất của công ty Melo. Cái mã bát bát loa bát này thì là cái mã đâu? FK06MS1 8R128 thì cái mã loa này thì mọi người có thể tra Google thì biết ngay là hãng nào họ sản xuất nhé. Ở bên trong thì là xương loa, xương này là xương nhôm đúng không bố? Xương nhôm đúc, xương nhôm đúng không? Nhôm cứng, nhôm đúc, nhôm cứng đấy. Kim nhôm, nhôm đúc cứng rất là chắc chắn. Chung là trông nó khôn lắm mọi người ạ. Trông khôn, trông khôn đúng không? Đây và lớp nhôm này, nhìn này, sơn sơn mịn mờ rất là thích. Lớp nhôm thì con này nó không phải là khung khung gang nhá, mà lại không nhôm đấy. Cái từ của nó này mọi người nhìn này, cái từ của nó này, từ của nó lau đi là sạch ngay, vì hàng bãi mà. Từ của nó này, này hai đấy, đây từ với lại cái chất chất ấy của nó này, từ với lại cái chất chất liệu sơn của nó này, buông nghiêng nghiêng để cho mọi người xem. Đây mọi người xem nhá, cái hạt đây này, cái dây của nó này, cái dây dầu loa này, nó bọc một cái lớp cao su khử nhiễu nhá. Đấy, những con loa xịn, những con loa hãng thì nó mới có cái này, còn những con loa mà đóng ở Việt Nam đóng ấy, hoặc là những con loa ở bên Trung Quốc đóng bình thường ấy, thì nó không có cái lớp này đâu, nó toàn dây ấy à, dây trần, nó toàn dây trần à. Đấy, với lại mọi người nhìn ở trong đây nhá, con loa nào làm lại hay chưa, đây này, nhìn chỗ này này, là họ sẽ tháo ra, nó không còn zin, nó không còn đẹp đâu, chỉ cần nhìn cái này nó tháo ra là nó lớp keo, cái lớp keo mà nguyên bản nó thì không thể làm lại được. Nếu mà tháo ra làm cái loa bị chết mà làm lại mà quấn lại thì cái lớp này này đấy nó sẽ khác hẳn đấy, nó sẽ bị không còn zin nữa, mà chúng ta nhìn bằng mắt thường phát hiện nó ngay, chứ nếu mà quấn lại thợ thì không bao giờ làm được như kiểu là nó zin đẹp như này được. Cái khung nhôm nó đẹp nhỉ, khung nhôm nó rất là đẹp và khôn. Thích thế, nói chung là hàng giờ rất là khôn. Cái chất từ này với lại cái chất sơn ở trên cổ từ nó rất là đẹp, khôn đấy. Đây logo Melo này, Melo cho chính hãng Melo mọi người nhá. Dầu loa nó này được bọc lớp cao su chống nhiễu, gân vải tạm dầu hai lớp, lớp to và con này là công suất lớn tới tận 600W một kênh cơ. Thì sau đây sẽ lắp con loa này vào. À đây, bố bỏ ra ngoài đi, để anh xem ở bên trong đó. Đấy. Ở bên trong thì nó rất là nhiều tiêu âm. Tiêu âm rất là nhiều và rất là nhiều, rất là dày. Và tiêu âm thôi. Thì tiêu âm nhiều thì nó sẽ đảm bảo cho một cái độ mềm mại và độ sâu của ấy, của loa súp. Thông thường thì hàng Trung Quốc ấy, đa số đến 99% hàng Trung Quốc xịn thì nó sẽ những cái dây loa này nó đều là dây xoắn hết, còn những cái hàng dở, hàng đóng ấy, hoặc là hàng Việt Nam thứ ấy, hoặc là những cái hàng dở thì các bác để ý dây của nó nhá, không bao giờ là dây xoắn, nó chỉ là dây thuẫn thôi, không bao giờ là dây xoắn cả. Đấy, với lại cái bông tiêu âm của nó ở đây rất là nhiều bông tiêu âm, nhiều rất là dày. Sau khi em đã kết nối con vang AAP này, K9825 mã này nhá. Đấy thì em đã kết nối một bên là loa full, em đánh cái con loa B3 này kìa. Một vế là loa full. Còn một vế là em đánh con súp này này. Để em cho xem mọi người xem nhá, không để bảo là kết nối vớ vẩn.
Đây này nhá. Đấy. Vế này này em cho từ 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 sub out này, đây mọi người nhìn này. Đấy, chữ sub out này. Đấy. Sub out nhá. Sub out ra. Một kênh đánh loa full, một kênh đánh loa full, một kênh đánh sub này. Em chạy con đẩy AP Tân Cường. Đấy, sau đây em xin là mở nhạc cho mọi người cùng nghe nhé. Đây nhạc đây. Vào rồi. Đây. Kênh này nó full này. Đấy. Đây là chưa có sub mọi người nhá. Còn kênh này là đánh sub này. Thì em cũng chưa dám báo đâu, nhưng mà thực sự là tiếng nó mềm lắm, nghe thanh thanh cũng nhỉ, nghe lắm. Ngày trước mà test con Eric thì mình nghe cảm thấy là nó cũng hay rồi, nhưng mà nó không có sâu như này đúng không? Con này nghe lắm, tiếng nó thanh thanh ấy. Mình cứ tưởng là hàng Trung Quốc thì nó bình thường thôi, nhưng mà cũng nhận là con này em khẳng định là nó hay hơn cái mã sub Eric hôm vừa rồi em bán cho mọi người. Nghe hay lắm, nghe thanh thanh luôn. Con này mà ông nào mà đi ghép phòng hát là nhà karaoke gia đình thì phá cháy luôn này. Để em mở to sub lên cho mọi người nghe nhé. Tiếng sâu nhỉ, tiếng sâu mềm đấy, nghe sự tích thật đấy. Ôi con này tiếng nghe thích thật, tiếng sâu quá nhỉ, tiếng sâu mềm, con hay cả ethic luôn. Sub melo nhá mọi người nhá, sub melo của Trung Quốc nhá. Đây mà sub bên này báo giá cho bác ở Quảng Bình giá hứa rồi. Con này nghe tiếng hay quá. Tại vì lúc đầu em chưa có hàng thì em đang về hàng thì em báo giá bác rồi, nhưng là bây giờ nếu mà báo con này thì thua với Eric thì công nhận là báo hứa, tại vì con này rất là hay. Và lại thứ hai bây giờ là chất âm này hay. Là hàng Trung Quốc bây giờ là bị cúm không lấy được đâu. Con này giờ bán này thì thật sự là bác Quảng Bình hay Quảng Ngãi đấy, là em bán giá là hớ luôn đấy. Nếu mà so chất âm là hớ. Lãi thì tất nhiên là vẫn có lãi rồi, nhưng mà nếu mà so chất âm thì thực sự là hớ luôn đấy. Quảng này đẳng cấp hơi còn... hơi thích đúng không? Em thấy không chịu nghe nó không mềm này, mà thứ hai mình mở lên cảm giác nó tiếng nó hơi lộn xộn nhỉ. Con này cái tiếng mềm nhỉ. Tiếng người rất dễ chịu, mềm. Nghe rất dễ chịu luôn. Nghe mọi người ngồi gần nhá, vẫn có thể nói chuyện với nhau được. Mình tiếng nó mềm, nó dễ chịu lắm, nhưng nó không khó chịu đâu. Con này mà ghép karaoke gia đình này, hoặc là karaoke phòng hát nhỏ nhỏ này, đánh con này vào thì chấm hết. Nghe rất là thích. Với cái giá mà em bán cho bác ở Quảng Bình thì em nghĩ là quá ngon này. Bây giờ mà mua hàng mới và mà để mà hay này thì chắc là không có đâu, không có đâu. Bây giờ hàng bãi giờ nó đang bị cấm điện đấy, nó cấm hết tháng 3 tháng 4 cơ, thì còn lâu mới được hàng bãi được. Nếu mọi người có nhu cầu mua thì cứ inbox em nhá, em đảm bảo con này rất là hay, nên mà tiếng rất là hay luôn, hay hơn dòng sub Eric. Chào mọi người, mình mở lại này. Ủa nghe thích thế mới được. Mình không ngờ là cái này đấy đúng không nhỉ? Tiếng nó mềm vậy. Tiếng nó mềm mà ngồi ngồi gần nó cảm tưởng.
chuẩn nó không khó chịu đâu, mà nó thật dễ chịu luôn. Tiếng rất là lực, thằng thình thình nhìn nhảy. Đấy, mọi người nghe trần rung chưa? Rung hết trần này. À, trần thế này. Rung hết trần thì cao. Đấy. Mà bị đá đồ rung hết trần này. Tổng hết cả trần lên.